Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty Cầu Bịp để làm một cái video để giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm áo đổi bài. Thì ưu điểm của cái áo đổi bài này là đến bất kỳ lúc chơi nào các bạn không cần đổi bài nhá, bài nào nó cũng có thể đổi được. Thì đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái áo thun đổi bài, áo thun cổng tay ấy đổi bài này, áo rất là thời trang và đẹp luôn, thanh niên luôn. Và áo sơ mi và áo gió mùa đông. Áo gió mùa đông thể thao này thì có hai kiểu đổi, một là đổi ở tay này, ống tay này, và đổi ở bụng. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết đổi cho các bạn xem cách thức đổi bài của áo đổi bài như nào nhá. Đấy, thì các bạn xem hết video tôi sẽ mặc từng loại áo nhá, từ áo thun, áo sơ mi và áo gió cho các bạn. Đây là một cái áo đổi bài, áo thun đổi bài này. Thì với cái sản phẩm áo thun này thì chúng ta sử dụng pin, pin tiểu nhá. Đấy, pin tiểu này các bạn gần hết các bạn thay thoải mái luôn. Đấy, tôi sẽ mặc và tôi đổi cho các bạn xem. Thế đây. Cả các cân nặng và chiều cao đấy, các size áo này tôi đều có nhá. Các bạn nào chỉ cần cho chúng tôi cái cân nặng và chiều cao các bạn thôi, tôi sẽ để cho các bạn cái áo vừa vặn luôn. Đây, đây các bạn nhìn này. Đấy, khi đây là một cái áo đổi bài thôi, tôi mặc vào rất là ok luôn. Đấy, không nhìn thì phát hiện là vấn đề gì luôn này. Đấy, sử dụng pin tiểu nhá. Thì cái pin này khi mua thì tôi sẽ tặng cho các bạn 4 quả pin rất là xịn luôn. Đấy, để nó đổi cho nó ổn định. Thế thì các bạn tự ra ngoài tiệm tạp hóa bạn mua. Đấy, đây tôi sẽ đổi cho bạn xem này. Đây, đổi cái này rồi đổi bụng. Đấy, tôi có để sẵn một cái bài trước rồi này. Đây là các bạn nhìn này, để nhỏ cho các bạn nhìn cho rõ này. Không biết có các bạn có nhìn thấy rõ không nhỉ? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đổi này. Đấy, rất là nhanh luôn. Đấy, thì tiếp theo thì là sẽ giới thiệu các bạn đến cái áo sơ mi. Đây là một cái áo sơ mi đổi bài này. Đấy, cái này cũng dùng pin nhá. Đấy, tôi sẽ mặc luôn vào. Sản phẩm của chúng tôi này rất là đa dạng với mẫu mã. Đấy, các bạn mua các bạn tham khảo, các bạn trực tiếp muốn nhìn đổi chi tiết hơn, các bạn kết bạn Zalo với tôi cái số trên màn hình nhé, tôi sẽ trả lời cho các bạn luôn và gửi những video sát cho đổi các bạn. Tất cả các sản phẩm áo đổi bài bên nhà tôi cũng như mua đồ vào bịp gì bên nhà tôi, các bạn sẽ được bảo hành trong 1 năm và đảm bảo các bạn cái máy đổi bài là máy Nhật nhé, êm nhanh và khỏe bền luôn. Trong quá trình sử dụng hỏng hóc gì các bạn liên lạc với tôi, các bạn sẽ gửi lại áo cho tôi, quay địa chỉ của tôi để tôi sửa trước miễn phí cho các bạn luôn. Đây, đây các bạn nhìn rất là đẹp, cũng cái này cũng đổi ở bụng luôn. Đấy, đấy, đấy các bạn nhìn thấy chưa. Đấy, đấy, rất là nhanh. Đấy, bạn chơi bạn đổi như này. Đấy, che vào tay vào nó ok, mình giảo vào mình đặt bài mình che đây là này. Đấy là xong. Đấy, chưa? Đây con 9 này, mất đi này. Đấy, ra con 10 này. Đấy, rất hiệu quả luôn. Thì tiếp theo này sẽ đến cái áo gió mùa đông đổi bài ống tay. Tôi sẽ test cho các bạn xem luôn. Sau đó thì đến cái áo mùa đông, áo gió thể thao đấy, đổi ở bụng. Thì đây là một cái áo gió thể thao đổi bài ống tay này. Đấy các bạn nhìn ạ, rất là thể thao luôn, đẹp luôn. Cái này mặc đi cưới thì cứ thế vào mà đổi thôi. Đây, tôi sẽ mặc cho xem. Cái này cũng sử dụng pin nhá, pin tiểu nhá. Có cả loại pin sạc các bạn. Đây, thì khi các bạn đi chơi này, nhìn này, không biết chuyện gì đâu này. Đây mặc áo như áo bình thường này thì chúng ta sẽ đổi bài này, cái này đổi ống tay này, đây chỗ này nhá. Đây tôi sẽ dư thẳng cho bạn nhìn dễ. Nhưng còn khi đổi nó sẽ che đâu. Đấy, tôi vừa đổi sẵn một con bài này. Khi đổi mình sẽ che như này, mình đổi như này. Đấy, các bạn làm sao nó kéo được đấy. Đây, đây thì đổi đấy như này, đấy, che như này. Đấy, ra này. Đây, cho bạn nhìn rõ luôn này, gần luôn này. Đấy, nó như này này, đấy, rất kín đáo luôn nhá.
ống tay này, thì nó có một nút xả bài, các bạn bấm nút là sẽ bay bài ra, đấy, xả bài hoặc các bạn cho bạn không thả tay thì kéo hai con ra, đấy, bạn nhìn chưa, mặt rất vừa vặn luôn. Các bạn cần báo cái chiều cao cân nặng của bạn là tôi sẽ đưa cho bạn cái áo vừa cho bạn in luôn người các bạn luôn, đấy. Đấy, đây là cái áo đổi bài ống tay. Tiếp theo sẽ chuyển sang các bạn cái áo đổi bài ở bụng. Đấy, chúng tôi thì bản thân tôi làm được ngành này rất là lâu năm rồi, cho nên là tất cả về sản phẩm cũng như về cái đồ bịp này thì tôi rất là chuyên nghiệp luôn, các bạn chơi đồ gì cũng có. Đây là cái áo ở bụng này. Đây là hình người rất là vừa vặn và đẹp luôn này, các nhìn này. Tôi sẽ đổi cho bạn xem này. Cái này đổi bụng nhanh rồi. Đấy, tôi vừa để sẵn một con màn trong là nhìn này. Hai con màu đỏ khác nhau này. Đấy. Để mở các bạn xem này. Đấy. Rất là rõ ràng dễ luôn rồi. Đấy thì các bạn có nhu cầu mua hàng, bạn alo trực tiếp với số trên màn hình cho chúng tôi để nhân viên nó sẽ tư vấn cho bạn kỹ càng hơn. Thì ngoài ra thì bây giờ tôi còn phân phối những cái ví đổi bài. Đấy, đây những cái ví đổi bài như này. Đấy. Đây những cái ví đổi bài. Đấy. Đấy, các bạn nhìn qua này, rất là ok luôn. Đấy. Thì các bạn nhu cầu mua hàng thì alo trực tiếp xuống tặng tôi nhá. Rồi cảm ơn các bạn xem video. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì bên công ty máy bài bịp CVK Việt Nam để làm cái video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm này. Mẫu máy bài mới CVK 800, CVK 900 và những cái mẫu bài tầm trung khác 680 và CVK 700. Thì khi các bạn lưu ý cho mình này, tất cả về các bạn mua máy bài các bạn liên đến cơ sở lớn nhà tôi để các bạn có nhiều máy móc và được giá cả ưu đãi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, những cái mua máy bài thì các bạn cần quan tâm đến tốc độ bảo bài. Đấy, và chế độ bảo hành. Thì các bạn cứ qua trực tiếp cái cơ sở lớn như tôi là phân phối độc quyền về dòng máy bài ở Việt Nam. Thì các bạn có thể qua hai cơ sở Hà Nội và Sài Gòn. Đấy, thì để đến nhân viên trực tiếp làm việc hướng dẫn các bạn chơi làm sao hiệu quả nhất, chơi làm sao để bền vững tiền. Thì cái video tiếp theo này, sau tôi sẽ đi vào chi tiết giới thiệu qua các bạn về những tốc độ báo và những cái dòng máy đánh bài. Những cái mẫu máy đánh bài cao cấp và báo bài nhanh hiện nay. Thì để không làm mất thời gian các bạn, tôi sẽ đi vào tôi đánh luôn khi giới thiệu qua con máy đánh bài đây. Thì đây dưới trên tay tôi là các bạn là con máy đánh bài CVK 900. Đây là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện luôn nhé. Đấy. Anh em nhìn thấy bảo là bọc giấy bóng nên là chưa sử dụng. Đấy, vẫn đang còn nguyên đai nguyên kiện. Tôi sẽ đăng nhập và tôi sẽ che cái màn hình đi. Để mà khi mà anh em có mua hàng người ta cũng không biết mật khẩu người ta vào. Tôi sẽ test cho anh em cái môn bài liêng với con máy đánh bài CVK 900 này. Thì nó có rất nhiều kiểu báo anh em nhé. Nó rất nhiều kiểu báo về cái môn liêng. Báo một nhà lớn nhất, báo hai nhà lớn nhất, báo xả lá. Đấy, có rất nhiều kiểu báo. Tôi sẽ để là chế độ là báo hai nhà lớn nhất đi. Đấy. Thì khi chơi tất nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái tai nghe siêu nhỏ để mà đeo vào tai. Thì đây là cái tai nghe của nó đây. Tôi cho các bạn xem qua cái tai nghe. Mỗi một cái máy đánh bài sẽ có thể kết nối được nhiều cái tai nghe. Đây, tai nghe nó dạng như này. Đấy, rất nhỏ đấy. Mỗi một dòng máy đánh bài thì nó có thể một con máy đánh bài có thể kết nối được là tối đa là 8 cái tai nghe. Đấy. 8 cái tai nghe các bạn nhé. Đây tôi để môn nào. Máy là tôi đặt thật báo cái bài môn bài liêng này. 2 3. Đấy, 4 nhà chơi. Đây xem 4 ạ. Đây 5 nhà chơi. Đấy. Máy báo 2 3. Đây các bạn có thể nhìn qua này. 5 nhà chơi máy báo 2 3. Đó. Như vậy các bạn nhìn này, đây đây. Nhà số 2 này, nhà 9 điểm này, môn liêng này.
Đấy. Nhà số 3 là 4 điểm. Máy báo chuẩn xác 100% nha. Đây. Nhà này thì không có gì rồi. Đó. Thứ nhất là nhanh và thứ hai là chuẩn xác. Đấy là cái hiệu quả của cái máy bài. Mã vạch. Đặt bài ngang dọc không quan trọng các bạn nhé. Đây, tôi sẽ trở lại và chuyển sang cái chế độ là xả lá. Có nghĩa là cắt báo. Máy nó báo bao nhiêu, bỏ bao nhiêu lá thì mình bỏ bao nhiêu lá mình nhất. Bỏ hai lá đi này. Nhà này sẽ là nhà cao nhất. Bạn nhìn đây, 8 điểm này. Lớn nhất này. Đây là con máy đánh bài CVK 900. Đấy, con là tiếp theo là đến với con máy bài CVK 800. Đây, tất cả máy tôi sẽ bảo hành 1 năm và đều là nguyên đai nguyên kiện hết, còn nguyên siêu lấy bóng. Với con máy này tôi sẽ cài đặt cái chế độ chơi môn bài 3 cây. Đấy, tôi thử cho anh em môn 3 cây. Thì với môn 3 cây thì anh em phải lọc chỉ lấy từ 1 đến 9 thôi, còn người bỏ đi. Máy mà đã báo là chuẩn xác 100%, không bao giờ sai được, tôi khẳng định với bạn luôn như thế nhé. Vừa mà cười thì cứ đến vòng mình bốc cái là mình chắc chắn là mình sẽ nhất. Đó. 2 là mình bỏ đi 2 lá tính cái. Đấy, đây là 4 nhà chơi, 1 2 3 là chị đây là mình sẽ nhất, cứ bốc cái là nhất, bốc cái là to lên. Đấy, 9 điểm rồi. Đây, anh em nhìn đi, đây là 3 cây này. Nhà số 2 này. Các bạn lưu ý cho mình này, máy này là có thể chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam. Đấy. Bạn lưu ý như vậy nha, cho tôi nha. Tất cả các môn bài ở Việt Nam. Còn đây là con máy bài CVK 700, CVK 680. Thì mình đang dùng con cao cấp này thì không nghiên cũng không thử con nào nữa. Bây giờ tôi sẽ trở lại đánh test cho các bạn luôn cái môn bài cào ở miền Nam đi với con máy bài CVK 800 này nha. Là sẽ bỏ qua con máy bài CVK 700, CVK 680 luôn. CVK 800 là gì đấy? Tôi sẽ test cho các bạn môn bài cào ở trong miền Nam nhé. Tôi để báo 2 nhà lớn nhất thôi cho nó dễ. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty Cầu Bịp để làm một cái video để giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm áo đổi bài. Thì ưu điểm của cái áo đổi bài này là đến bất kỳ chỗ chơi nào các bạn không cần đổi bài nhá, bài nào cũng có thể đổi được. Thì đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái áo thun đổi bài, áo thun cổng tay ấy đổi bài này, áo rất là thời trang và đẹp luôn, thanh niên luôn, và áo sơ mi và áo gió mùa đông. Áo gió mùa đông thể thao này thì có hai kiểu đổi, một là đổi ở tay này, ống tay này, và đổi ở bụng. Thế thì bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết đổi cho các bạn xem cách thức đổi bài của cái áo đổi bài như nào nhá. Đấy, thì các bạn xem hết video tôi sẽ mặc từng loại áo nhá, từ áo thun, áo sơ mi và áo gió các bạn. Đây là một cái áo đổi bài, áo thun đổi bài này. Thì với cái sản phẩm áo thun này thì chúng ta sử dụng pin, pin tiểu nhá. Đấy, pin tiểu này các bạn gần hết các bạn thay thoải mái luôn. Đấy, tôi sẽ mặc và tôi đổi cho các bạn xem. Đây,
cả các cân nặng và chiều cao đấy, các size áo này tôi đều có đó. Các bạn chỉ cần cho chúng tôi cái cân nặng và chiều cao các bạn thôi, tôi sẽ để cho các bạn cái áo vừa vặn luôn đây. Đây các bạn nhìn này, đấy, khi đây là một cái áo để vải không, tôi mặc vào rất là ok luôn đấy, không nhìn phát hiện là vấn đề gì luôn này. Đấy, sử dụng pin tiểu nhá. Cái pin này khi mua thì tôi sẽ tặng cho các bạn 4 quả pin rất là xịn luôn. Đấy, để nó đổi cho nó ổn định. Thế thì các bạn tự ra ngoài tiệm tạp hóa bạn mua. Đấy, đây tôi sẽ đổi cho bạn xem này. Đây, đổi cái này cho đổi bụng. Đấy, tôi có để sẵn một cái bài trước rồi này. Đây này, các bạn nhìn này, để nhỏ cho các bạn nhìn cho rõ này. Không biết có các bạn có nhìn thấy rõ không nhỉ? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đổi này. Đấy, rất là nhanh luôn. Đấy, thì tiếp theo thì là sẽ giới thiệu các bạn đến cái áo sơ mi. Đây là một cái áo sơ mi đổi bài này. Đấy, cái này cũng dùng pin nhá. Đấy, tôi sẽ mặc luôn vào. Sản phẩm của chúng tôi rất là đa dạng với mẫu mã. Đấy, các bạn mua, các bạn tham khảo, các bạn trực tiếp muốn nhìn đổi chi tiết hơn, các bạn kết bạn Zalo với tôi cái số trên màn hình nhé. Tôi sẽ trả lời cho các bạn luôn và gửi những video sát cho đổi các bạn. Tất cả các sản phẩm áo đổi bài bên nhà tôi cũng như mua đồ vào bịp gì bên nhà tôi, các bạn sẽ được bảo hành 1 năm. Và đảm bảo các bạn cái máy đổi bài là máy Nhật nhé. Êm, nhanh và khỏe bền luôn. Trong quá trình sử dụng hỏng hóc gì, các bạn liên lạc với tôi, các bạn sẽ gửi lại áo cho tôi, quay địa chỉ của tôi để tôi sửa trước miễn phí cho các bạn luôn. Đây các bạn nhìn rất là đẹp, cũng cái này cũng đổi ở bụng luôn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đấy rất là nhanh. Đấy, bạn chơi bạn đổi như này. Đấy, che vào tay vào nó ok, mình giảm vào, mình đặt bài, mình che tay vào này, đấy là xong. Đấy, chưa, đây có 9 này, mất đi này. Đấy, ra 10 này. Đấy, rất hiệu quả luôn. Thì tiếp theo này sẽ đến cái áo gió mùa đông đổi bài bằng tay, tôi sẽ test cho bạn xem luôn. Sau đó thì đến cái áo mùa đông, áo gió thể thao đấy, đổi ở bụng. Thì đây là một cái áo gió thể thao đổi bài bông tay này. Đấy các bạn nhìn ạ, rất là thể thao luôn, đẹp luôn. Cái này mặc đi cưới thì cứ thế vào mà đổi thôi. Đây, tôi sẽ mặc cho xem. Cái này cũng sử dụng pin nhá, pin tiểu nhá. Có cả loại pin sạc các bạn. Đây, thì khi các bạn đi chơi này, nhìn này, không biết chuyện gì đâu này. Đây mặc áo như áo bình thường này, thì chúng ta sẽ đổi bài này. Cái này đổi ống tay này. Đây, chỗ này nhá. Đây tôi sẽ giơ thẳng cho các bạn nhìn dễ. Nhưng còn khi đổi nó sẽ che đâu. Đấy, tôi vừa đổi sẵn một con bài này. Khi đổi mình sẽ che như này, mình đổi như này. Đấy, các bạn làm sao nó kéo được đấy. Đấy, khi đổi như này, nó che như này. Đấy, ra này. Đây, cho bạn nhìn rõ luôn này, gần luôn này. Đấy, nó như này này. Đấy, rất kín đáo luôn nhá. Đây là ống tay này. Nó có một nút xả bài, các bạn nhấn bấm nút là sẽ bay bài ra.